Porcupine xuất hiện lần đầu trong tập truyện Tales to Astonish số thứ 48. Có nhiều phiên bản Porcupine từng xuất hiện, nhưng người đầu tiên có danh hiệu này là Alexander Gentry, nhà sáng chế vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ. Hắn đã tự tạo ra một bộ giáp mô phỏng lại những khả năng của loài nhím sau khi bị cấp trên khiển trách. Cuộc đời sau đó đã đưa đẩy hắn đến với con đường tội phạm. Sau khi trở thành Porcupine, Alex có cuộc chạm trán đầu tiên với Hank Pym và Janet Van Dyne trong một phi vụ ăn cắp. Bộ giáp của hắn có thể bắn ra những chiếc nhông nhím kim loại, phóng ra khí gây choáng và có thể phun lửa. Trong tập 7 của She-Hulk, Porcupine là một trong số những cá nhân sống tại khu nghỉ dưỡng Summer Twilight của Emil Blonsky. Cũng như comic, Porcupine sở hữu một bộ giáp lông nhím. Anh thậm chí còn trang thêm cười nó ra để tắm rửa. Anh cũng là một thành viên của Apomis, một nhóm bao gồm các cựu phản diện tự hỗ trợ trị liệu tâm lý. Và đó là hết một phút của ngày hôm nay. Hẹn các anh em trong video tiếp theo. Mãi cháy! Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!